Lê Thái nghĩ là rất là nhiều quý vị rất là thích, cũng như là quý vị nội trợ hay là những cái người nào mà thích ăn cái trái khổ qua. Thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ là trái khổ qua nó rất là tốt, đúng không? Nó rất là tốt, thưa quý vị. Đúng là khổ qua rất là tốt. Sáng sớm em nói đồ ăn làm chị đói. Khổ qua thì chúng ta có thể làm được nhiều món. Quý vị có thể xào trứng, hay là chúng ta có thể dùng thịt hạt cá thắt lát vào, có nấm mèo vào, chúng ta có thể hầm canh rất là ngon. Và những cái món đó là vào ngày Tết là chúng ta hay ăn. Nhưng ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị bốn cái trường hợp sẽ gặp nguy hiểm mà khi mà chúng ta ăn khổ qua. Hay là người Bắc người ta gọi là, ở miền Bắc người ta gọi là trái mướp đắng, thưa quý vị. Và quý vị cũng để ý cái tin này nha, tại vì đây là một cái thông tin rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết mướp đắng là nó rất là tốt cho cơ thể, cũng như là có tác dụng chữa rơm sảy, hay là khi mà chúng ta ăn nhiều mướp đắng hoặc là khổ qua đó thì rất tốt cho cơ thể. Nhưng mà có bốn cái loại tiếp người chúng ta không nên bao giờ được đụng đến mướp đắng, vì nếu như ăn phải cái trái khổ qua này có thể gây hại cho sức khỏe, và Lê Thái xin phép được gọi là khổ qua nha quý vị. Cái thứ nhất là những người mang thai. Kính thưa quý vị, một khi mà phụ nữ nào chúng ta đang mang thai sẽ là cái đối tượng rất là cần quan tâm và chăm sóc sức khỏe. Và tốt nhất là quý vị không nên ăn cái trái khổ qua khi mang thai, vì khổ qua nó là có chất quinin, có thể gây co bóp tử cung nếu chúng ta ăn quá nhiều, và cái trường hợp nặng có thể dẫn đến sảy thai luôn nha quý vị. Vì vậy nên chúng ta không được ăn khổ qua quá đắng, hoặc là ăn khổ qua quá nhiều trong khi mang thai, hoặc là tốt nhất là không nên ăn. Cái thứ hai là không nên trẻ con mầm non dưới khoảng chừng từ 5 tuổi đổ xuống ăn mướp đắng, thưa quý vị. Mặc dù khổ qua được gọi là cho rất là tốt cho cơ thể và có thể điều trị các bệnh khác nhau, nhưng với trẻ mầm non á, những trẻ còn nhỏ, bé, những bé còn rất là nhỏ đó, thưa quý vị, thì không bao giờ được ăn mướp đắng. Và vì một số thành phần ở trong cái trái mướp đắng là có thể ức chế sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Và nếu như mà chúng ta cho trẻ ăn mướp đắng cũng không có lợi đến sự phát triển của gan hay túi mật và thận của những đứa trẻ em, con em của chúng ta. Và các cái chất đắng này trong đó nó sẽ ức chế cái sự phát triển của gan cũng như là túi mật hay là thận. Và cái đối tượng thứ ba, thưa quý vị, đó là những người có lượng đường trong máu thấp. Nếu như mà quý vị đều biết là cái trái khổ qua nó có tác dụng là hạ đường huyết rất tốt, nên những người mà có đường huyết thấp thì chúng ta hoàn toàn là không được ăn. Vì khi mà chúng ta ăn cái khổ qua này thì nó có sẽ khiến chúng ta là bị hạ đường huyết và dẫn đến những cái tình trạng rất là nghiêm trọng, giống như là bị mất xỉu, hay chúng ta bị, có thể là khi mà chúng ta ngất xỉu chúng ta có thể đập đầu vào cái này cái kia, chúng ta sẽ bị tổn thương não này nọ. Vì vậy nên chúng ta không nên ăn nhiều, và tốt nhất là không nên ăn mướp đắng nếu như mà quý vị có cái có trong quá khứ quý vị đã bị thiếu máu, hay là chúng ta bị lượng máu thấp. Và cái đối tượng thứ tư, thưa quý vị, đó là những người có cơ thể lạnh, hay là người ta gọi là hàn tính đó. Trái khổ qua là một cái trái có cái tính lạnh và thực sự rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà những người mà như giống như quý vị mà bị tỳ vị hay là dạ dày tương đối, mà chúng ta bị lạnh, bị hàn lắm, thì không nên ăn nhiều cái trái khổ qua, vì điều này sẽ kích thích cái đường ruột của chúng ta và gây ra chứng bụng, đau bụng, thậm chí là giúp làm cho mọi người có thể là bị nôn mửa hoặc là tiêu chảy, và khiến cho cái tình trạng tiêu hóa của chúng ta ngày càng thêm xấu đi. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì bốn cái tiếp người, bốn cái đối tượng người mà chúng ta phải chú ý để giảm bớt và tránh ăn khổ qua, đó là bốn cái trường hợp người mà Lê Thái đã nhắc đến ở bên trên. Và tuy là cái khổ qua, thưa quý vị, nó có nhiều lợi ích cho cơ thể, nhưng mà nếu như mà bốn đối tượng này chúng ta không thích hợp để ăn thì chúng ta không nên ăn. Nó gây rất là nhiều cái phiền toái nếu như quý vị ăn nhiều, đúng không chị?